trao đến anh những câu anh từng nói với em. Em là người tuyệt nhất, anh chẳng thể đánh mất em. 24 giờ trôi sao quá dài, phải làm sao để nỗi nhớ anh ngừng lại, cứ ôm lấy những ký ức mệt nhoài. Em thật sự quá ngốc, nhưng chẳng thể bật khóc nữa vì có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh được rồi, phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau, để trái tim em thèm thương nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi. Nhưng thật sự rất khó để thôi rất khó quên đi trôi ngày tan vỡ. Quá khứ xin thôi đoạn đầy đường, níu giữ đôi chân để bước đi với ai đến sau, vì anh sẽ chẳng quay về. Dù giờ có khóc hết nước mắt trong lòng, chẳng thể giữ anh ở lại bên em. Vì em yêu anh nhất nên tất cả mọi thứ với anh em đem cất. Bởi vì không thể mang đêm cơn, anh phải lấy vì sao trong đêm ra đêm nhưng thất bại. Vì em tất chờ, em chỉ là thứ mà anh luôn tiếc nhất. Không phải vì đâu, vì ai mà nhạc vai mê và anh còn chờ ai, chắc em phải biết nhất. Còn yêu anh không, anh biết em nói có. Dẫu qua bao năm vẫn như câu nói đó. Buổi tối hôm đó không về cùng tới ngõ, hai đứa khuấy mây rơi đi ngược hai lối nhỏ. Có ai mà khóc lúc được ở bên đâu, sao chỉ một lần độc cứ nhớ tên nhau. Vậy đâu vậy sau này anh có nên giấu, hay cứ để đủ lâu sẽ tự quên tên nhau. Bao nhiêu vạn trùng dạt vào một đời chứa, vì những giấc mơ không giữ được lời hứa. Có lẽ trở về bước đi hoặc bỏ những thói quen, nhưng anh vẫn chưa quên nên chọn cách ngồi giữa. Ngày mai cả hai lại gia đình đã chọn riêng, tâm mình bạn đi thì năm tháng không chọn riêng. Kỳ lạ trong hôm qua cứ như là mới gặp, bồi hồi cảm xúc chưa quên cũng còn nguôi. Có lẽ em cần rồi, có lẽ phải quên anh được rồi, phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau, để trái tim em thành thời nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi. Nhưng thật sự rất khó để thua nhau một người, rất khó quên đi trôi ngày tan vỡ. Quá khứ xin thôi đoạn đầy đường, níu giữ đôi chân để bước đi với ai đến sau, vì anh sẽ chẳng quay về. Dù giờ có khóc hết nước mắt trong lòng, chẳng thể giữ anh ở lại bên em. 24 giờ trôi qua em nhận ra anh đã chẳng còn bên em, chỉ còn em với đêm. 24 giờ trôi qua trong lòng em như ngàn vết cắt, chẳng thể chữa lành vết thương không còn anh đây nữa. Anh hay hỏi là tại sao kêu phải ngốc, em đang đổ bông tay anh, và tại sao giây phút đó em phải khóc. Anh cứ hỏi là tại sao trong tim của em có còn mãi mong, ai vẫn còn yêu anh mà phải không? Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ nước mắt trong em cạn rồi, có lẽ phải quên anh thật rồi, phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau, để trái tim em thành thời nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi. Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một người, rất khó quên đi trôi ngày tan vỡ. Quá khứ xin thôi đọa đầy đường, níu giữ đôi chân được bước đi với anh. Bây giờ thì có một số cái comment ở trên cái team của Jack với Thiên Ngân thì đa số là gái nhiều. Dạ, fan của Jack quá trời. Toàn là kêu là sói ca. Thấy sao? Người ta kêu mình sói ca, mình thấy sao? Sói ca bản lẻn nữa kìa. Chắc mấy các bạn vui thôi. Các bạn comment vui thôi. Thật ra em chỉ được thôi, dễ nhìn thôi. À, dễ nhìn thôi hả? Ưa nhìn. Nhưng quan trọng là cái định nghĩa sói ca là như thế nào? Thì đó, mỗi người đều có một cái định nghĩa riêng cho mình. Theo Jack như thế nào là sói ca? Thì chắc là người đàn ông kiểu như ga lăng tí, dễ nhìn, đẹp trai, tài giỏi, cũng như là một người của gia đình. Cảm ơn Jack. Khánh Vân thân mến, theo Khánh Vân thì như thế nào là sói ca? Dạ, sói ca trong em thì em nghĩ là chỉ là một người mà mỗi ngày họ đều dành hết tất cả tình cảm cho mình, dành hết mọi điều tốt đẹp cho mình, thì đối với em đó là sói ca. Sói ca. Sói ca của riêng em. Sói ca của riêng em là dành hết tất cả cho em. Em khôn quá ha. À, anh Ngân ơi,
anh thì không biết em đã từng gặp soái ca chưa, nhưng mà như thế nào đối với em là một soái ca? Đối với em, một người đàn ông bản lĩnh bảo vệ được người thân của mình là một soái ca. Tức là không những yêu thương mình và quan tâm tới những người thân của mình nữa. Dạ đúng rồi. Ngọc, đã bao giờ trên đường đời tấp nập em vô tình gặp phải soái ca chưa? Em thì chưa bao giờ gặp được soái ca, nhưng mà em gặp được giang ca rồi. Là người đàn ông luôn thương yêu chị em chúng em. Khi xuống tới quán hải sản của anh ấy thì anh ấy không bao giờ lấy tiền, đó là giang ca. Mặt ảnh hơi không vui rồi kìa chị. Em có thế nào đừng đụng tới kinh tế gia đình anh được không? Nếu mà nói định nghĩa về soái ca thì em không có cái định nghĩa đó. Vậy thì để em giúp mọi người, khi mà nói về cái chủ đề soái ca thì em đã tính trước rồi, nên em sẽ mời đến đây một soái ca không chỉ của trong lòng riêng em đâu, mà là trong lòng của rất nhiều các chị em. Vậy hả? Dạ vâng. Ai vậy? Xin được giới thiệu soái ca, nam ca sĩ Lê Hiếu cùng với chuỗi ca khúc Vài lần đón đưa lời yêu thương. Xem người ấy là ai mùa thứ 3 trên app Vion. Hãy đón xem Hoàng Yến TV cùng chương trình Chọn Ai Đây trên ứng dụng Vion nha. Vion không thể rời mắt. I love Vion. Em đã cài đặt ứng dụng Vion chưa? Vion đang thay đổi thói quen của người khán giả. Chúc mừng Vion ra mắt phiên bản mới. Vion, ứng dụng xem phim và show đỉnh. Mọi người hãy đón xem chương trình Tâm Đầu Ý Hợp trên ứng dụng Vion nhé. Vion không thể rời mắt. I love Vion.